Bạn đang nghe chương trình trên kênh truyền thông của Hội Thánh Mơ Ước. Từ những trải nghiệm của cuộc sống và những hình ảnh quen thuộc, chúng tôi mong muốn mang bạn lại gần với Chúa có tình yêu và Chúa có sự thành tín, để chúng ta thấy Ngài thật gần và giúp chúng ta làm theo lời của Ngài. Bạn là nguồn phước. Ở Palestine có hai biển hồ. Biển thứ nhất gọi là biển chết. Trong hồ không một loài cá nào có thể sống nổi. Nước tại đây nếu lỡ uống vào sẽ bị bệnh. Không một ai sống được gần đó, đúng như tên gọi của nó, không có sự sống. Biển hồ thứ hai là Galilee. Đây là biển hồ thu hút khách du lịch nhiều nơi đến, vì nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, có thể uống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều. Vườn cây ở đây tốt tươi nhờ nguồn nước xanh mát. Thủy hải sản sinh sống nhiều chủng loại. Điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều đón nhận nguồn nước từ sông Giô-đanh. Nước sông Giô-đanh chảy vào biển chết. Biển chết đón nhận và giữ lại cho riêng mình mà không chia sẻ, nên nước trong biển chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilee cũng đón nhận nguồn nước từ sông Giô-đanh, rồi từ đó mà tràn qua các hồ nhỏ và sông rạch. Nhờ vậy, nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và con người. Quý thính giả thân mến, câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta về hai điều rất quan trọng. Điều thứ nhất, biển chết và biển hồ Galilee không tự tạo ra mạch nước cho nó, nhưng cả hai đều đón nhận nguồn nước từ sông Giô-đanh. Điều này nhắc chúng ta nhớ lại rằng, mọi sự chúng ta đang có đến từ Chúa. Ngài là mọi nguồn phước hạnh của bạn và tôi. Sự cung ứng và bình an chúng ta có đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, Ngài muốn chúng ta hãy cho đi. Không chỉ biết ơn và nhận lãnh phước hạnh, nhưng Ngài muốn chúng ta phải biết quan tâm và nhớ đến những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khó, và giúp đỡ họ với bàn tay rộng rãi. Như lời Kinh Thánh có chép, hãy mở rộng bàn tay, giúp đỡ người túng thiếu, nghèo khó trong xứ anh em. Nếu bạn biết một ai đó hay hàng xóm của mình đang gặp khó khăn trong những ngày giãn cách này, hãy gửi tặng họ nhu yếu phẩm trong khả năng của mình. Hoặc bạn có thể dâng hiến cho quỹ thương xót của Hội Thánh địa phương, để Hội Thánh thay bạn gửi những phần quà yêu thương đến những anh em đang mất việc, thiếu thốn trong giai đoạn khó khăn này. Bạn thân mến, khi ban cho như vậy, không những chúng ta làm đẹp lòng Chúa, mà đời sống của chúng ta sẽ trở nên nguồn phước giống như biển hồ Galilee, vì ban cho có phước hơn nhận lãnh. Chúa sẽ tiếp tục đổ ơn phước nhiều hơn nữa vào cuộc đời của chúng ta, để bạn và tôi đem tình yêu của Ngài đến cho nhiều cuộc đời khác. Đừng sợ phước hạnh bị cạn kiệt, vì nguồn mà chúng ta nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Trời luôn dư dật và phong phú. Như có lời chép, Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn dư dật để làm các việc lành. Ước mong lời Chúa hôm nay đem đến sự vững tâm cho những ai đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, và khích lệ mỗi chúng ta cũng hãy quan tâm đến những người xung quanh trong những ngày giãn cách này bằng những việc làm thực tế, để qua việc lành của chúng ta, Chúa được tôn cao. Với tất cả lòng biết ơn và tình yêu thương dành cho những người xung quanh, chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa. Lạy Cha kính yêu của chúng con cảm ơn Cha vì sự ban cho và chu cấp của Ngài dành cho chúng con trong những ngày khó khăn này. Chúng con tin rằng Ngài vẫn tiếp tục cung ứng những nhu cầu có cần của chúng con và còn dư dật để chúng con làm những điều lành cho những người xung quanh. Xin Cha đặt tình yêu thương của Ngài trong tấm lòng của chúng con, để chúng con không chỉ giữ cho riêng mình, nhưng sẽ là những người biết cho đi, để qua việc làm của chúng con, Ngài được tôn cao và nhiều người sẽ cảm tạ Ngài. Chúng con cảm ơn Cha và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu bạn có thắc mắc hay muốn tìm hiểu thêm về Chúa, hoặc có những lời chứng muốn được chia sẻ, hay nan đề còn được cầu nguyện, vui lòng liên hệ qua Zalo hoặc hotline 0938 31 57 31 để lại comment hoặc inbox trên fanpage của Hội Thánh Mơ Ước. Gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ dreamchurch1213@gmail.com. Và đừng quên chia sẻ video này đến với bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc bạn và gia đình luôn bình an.